đổ xe hả? Ừ. Dạ cô. Dạ. Anh cái đồ ở đây thì đậu. Không, cho cô. Không có đồ, không có đồ, dạ. Mới vô tới thôi. Dạ. Chào cô. Cái miền này phở. Dạ. Miền này phở, hủ tiêu. Hủ tiêu, bánh canh, nuôi. Ba. Cô nó không đó hả? Ba ba ba. Bye bye con. Tôi. Dạ. Tôi đi ông. Tôi sẽ đây ông. Rồi, bảo cô. Con cho anh sai một chút. Tự nhiên ta quay cái chạy lại nó cự ta. Con ngại, con ngại. Không sao, không sao. Dạ. Đúng, ngại, ngại, ngại. Dạ, không mời cô. Ok. Hồi nãy tôi nhắn tin tôi kêu chừa đồ ăn nha, để hôm hồi á là tao vô không có đồ ăn. Dạ sắp hết rồi cô. Cô mới xuống hả? Mới xuống cái bài mới rồi nè. Dạ. Mới rồi á. Dạ. Có đồ ăn thì về. Còn có ăn thì tao đi về nha. Còn nhiều lắm. Còn hả? Còn chỗ nào chỉ đi. Dạ. Ngày mai, ngày mốt làm từ thiện ha. Dạ con ngày 15 con làm 300 phần ở bệnh viện phục hồi chức năng. Vậy đó hả? Dạ. Bữa khác làm. À, thứ ba, thứ hai. Thứ ba rảnh, thứ tư nghỉ. Thứ tư nghỉ. Dạ thứ ba con rảnh. À vậy dạ. Đó ha. Dạ. Bữa nay sao bị YouTube. Chụp bà YouTube ba lại quay con mình vậy á. Hay cả nó cho nó quay làm chút phải đóng tiền cho tao nha. Dạ một người 500. Ta đụng một người 500 em tụi bay. Người 500 tụi bay. Không, cái này đặc biệt. Nghiến. Dạ. À, đúng rồi, người 500, người 500 vậy đó ngày. Ừ, muốn quay ta đếm, thử coi mấy đứa nha. Phải dạ. Đóng tiền cho khách liệu nha. Dạ. Ừ. Dạ. Lát nữa là phải kêu xe cô về nha. Dạ, rồi. Ừ. Dạ. Rồi á. Cô dùng gì? Dùng gì hả? Bánh canh hả? Dạ. À, cái bà Năm lấy cho mà hai chai nước suối đi em ơi. Uống gì? Uống gì liền? Nước suối nó ngọt không? Cô dùng nước suối nó ngọt. Nước suối. Dạ, tại con cũng thường mấy cô ơi. Một chai thôi. Lấy một chai thôi em. Dạ chắc bữa bà... nào ha, bữa nào làm từ thiện mời mấy anh YouTube quay ha, quay dạ. Cánh liệu nha. Con cũng con tao ở bển tao mất lắm á nha. Cô có đăng ký kênh cho con chưa hả? Con kênh YouTube con có thánh liệu vui vẻ có. Dạ. Không có làm sao tao có số điện thoại tao điện. À quên. Ừ tao mới điện hồi nãy á. Dạ nãy cô gọi cho con. Ừ. Dạ tao mới xuống máy bay. Dạ. À, cô mới ngay xuống máy bay xong ghé liệu luôn hả cô? Ờ, quăng đồ lên trên phòng rồi là bắt nhỏ em dắt đi đó. Tí xe vô là dường như là 200 mấy 300 đi. Đi ăn hủ tiếu có tiền xe 200 mấy nha. Đi về là hết 500 á. Dạ. Đi về hết 500 á. Tại tôi hứa rồi tao nói chiều nay 5 giờ tao ghé nè. Dạ. À, bây giờ vô 6 giờ 7 giờ cũng ok. Dạ cũng còn. Ờ, dạ. Cũng còn không có khách về hứa phải dạ, không? Dạ dạ. Dạ còn. À lấy một chai dùng cho cô, hai chai đi. Thôi một chai. Một chai thôi em. Vậy đó hả? Dạ. Cô nước ngọt không? Một chai thôi. Nước ngọt không? Không, không uống nước ngọt. Dạ dạ. Cô dùng hủ tiếu hay gì? À bánh canh có không? Dạ bánh canh. Bánh canh cũng được. Bánh canh đi, bánh canh giò heo hay đuôi heo gì đó. Bánh canh giò heo, đuôi heo hay là gà. À, gà, gà xé. Dạ. Xé nhỏ nhỏ. Dạ dạ. Cái này em bé. Dạ em bé. Em ơi bánh, dạ bánh canh gà xé. Nhỏ nhỏ giùm cô. Dạ con mời cô. Lấy chai leo hút. Leo hút em ơi. Dạ leo hút. Hai tô. Trời 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 hà. Hai. Cũng giống như mình đặt làm hủ tiếu xong chứ gì. Dạ. Con làm hủ tiếu không? Kêu Grab nó chở ra ngoài rồi. Dạ. Ê rớt mè muốn mặn á, mặn muốn muốn. Rồi á hả, mình kêu người ta chở ra ngoài ngoài rồi thì yeah. Nó có bàn con điện ra bệnh viện nó yeah. Cái bàn cho con ngoài phải không? À, đó là bệnh viện đó quen á, mới vô được. Nếu mà cô, mình làm bệnh viện khác á thì mình không vô, có vô được. Được. Dạ, con cũng nguyện vọng, con cũng muốn vô mình trong bệnh viện nhưng mà mình bán hủ tiếu gõ mà mình đâu có, mình ở ngoài thôi.
đâu có sao đâu, mình đứng ở ngoài mình phán. Dạ, sao tại vì bệnh viện vô cũng lộn xộn lắm, mình vô được, những các cô chú khác vô không được thì cũng ngại. Dạ, thì thôi kệ, mình cũng con phá ở ngoài, nhưng chắc con sang con bệnh viện Phạm Hồng Thạch. Dạ, tại bệnh viện đó trước con làm á, con làm ở trong đó chạy xe. Dạ, không phải chạy, chạy cho tắm sang đó rồi người ta biết mặt phải không? Dạ, không có chạy cho mình, trước con làm bệnh viện đó nữa, con làm ra vô bệnh viện đó mỗi ngày. Đó hả? Dạ, trước con chạy bệnh viện đó, chạy qua bệnh Chợ Rẫy á, trước bệnh này kia là con làm. Vậy ha. Dạ, bởi hàng chi dễ, ta thấy nó dễ. Ra vô tự do, tất cả các bác sĩ đó cũng quen con nhiều. Dạ. Nghe nói qua kia gì cô gì cô Henry. Dạ, Henry Nguyễn. Nó làm trăm mấy phần đủ không? Dạ đủ, cô làm thì cô làm trăm phần, cô phát ở đây nè, mỗi lần cô phát ở đây. Phát dạ. Ở đây ha. Dạ, cô phát cũng 500 phần rồi đó. Phát 500. Dạ, lần trăm. Mai mốt gì đó chắc là bữa nào con rảnh rảnh đó rồi cô sẽ điện cho con rồi con làm ngày đó. Dạ dạ. Rồi tụi cô vô chơi. Dạ. Cũng giống như hỗ trợ. Dạ, phụ con nha. Dạ. Phụ con. Dạ. Chắc bán đắt nha. Dạ. Bán là nửa ngày là hết rồi ha. Dạ dạ. Ăn đi, cám ăn gì? Đây nè. Dạ. Ngày con bán hai buổi, sáng với chiều luôn. Dạ. Sáng cô qua sớm được, nếu mà sáng cô xuống, sáng á, cô sớm xuống sớm là vui rồi. Cô chạy giùm con. Chạy không kịp. Chạy không kịp, bây giờ chạy ở ngày trả tôi nhiêu không ông nhỏ. Dạ. Trả nhiêu. Con trả mắc lắm mà. Nhiêu, ai bà man. Phay tí, mà phay mơ mơ là. Chân đó hả? Ba. 20 tỷ. Ai chợt phê. Ba. Tao đâu có xài hết. Thôi mời cả nhà nha, mời mấy anh mấy cậu YouTube nha. Dạ mời cô. Cô con thiện à. Ê con ra bên kia cô dùng đi hay là sao? Dạ. 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 Dạ đây cô tự nhiên nha cả nhà. Tại mình ở đây không được. Dạ. Em trái sầu riêng có sáng còn á, chưa ăn lấy chăng giờ đi ngồi ăn nha. Lẹo dạ chứ mày vòng vòng kìa. Dạ. Mới gặp đó đó phàm đó. Ủa thầy có ngồi anh ruột á. Này quản lý của tôi. Kỳ lắm. Tôi mới lòi nhỏ lông mũi bà nội kia xây mái vô nghiệp tôi. Tôi mới nhỏ lông mũi bà nội kia bà xây mái vô tôi luôn. Nhỏ lông mũi đâu ai xây mái vô. Ai có chuyện nhỏ lông mũi đâu. Cái gì? Ngứa mũi. Ghi lại hết rồi, mọi khách độc nhất. Em ơi, hết mưa rồi đó em ơi. Đủ em ơi. Tại vì chiều giờ này bắt đầu đón khách ra đây. Tại vì cô mới nói là máy bay mới vừa đáp. Thì khách sẽ xuống ăn hủ tiếu rất là nhiều. Dạ. Đủ quán hủ tiếu gọi đón khách giờ kiều. Đăng cấp chưa? Chị quán hủ tiếu gõ đón có dịch nhiều. Lộ rồi. Người ta đi chơi rồi, người ta không ăn hủ tiếu đâu. Nhậu chứ người ta đi nhậu rồi. Đúng rồi, chịu nhận người ta đi nhậu thôi nha. Cô chú không có tới ăn là tụi em mới quần ăn được chứ mà cô chú tới đâu có quần ăn được đâu.
Cô chú tới nhiều nhiều hỏi ai hoàng con của chú ơi. Hoàng con với con ốm luôn, cần xương không? Trời chứ ai nói thì nói, quay phim mất hình, mất thịt lắm á. Sao vậy? Hả? Hút quá, hút quá. Hút chân không á. Cái sóng điện nó hút hả? Gì? Sóng điện nó hút hả? Đúng rồi, hút chân không á. Em ơi, lau bàn nhớ lau ghế giùm anh. Nãy khách ngồi ướt đít á. Lau bàn lau ghế hết giùm nha. Hú. Hú. Bà nó quýnh lộn à. Hủ tiếu gõ mời bạn ăn nha. Tôi đây chỉ có bán hủ tiếu gõ mà thôi. Ngu gì ca cho bà đọc. Á à, đù ông nội. Muốn nghe không? Hủ tiếu gõ mời bạn dùng nha. Tôi đây chỉ bán hủ tiếu gõ mà thôi. Tô 25 ngàn ở kéo ống ra. Chứ đói bụng quá. Chị ăn con chưa lẹo? Hả? Chị ăn con chưa? Chưa. Ăn hồi trưa à? Bà chết kìa. Trưa ăn có một tô lẩu bò 79 ngàn. Ít quá à? Tô lẩu bò 79 ngàn. Không. Cái lẩu bò trong siêu thị đâu có gì đâu. Không có gì hết á. Thì bên kia nè, 79 ngàn. Mà ơi, mở ra không còn gì ăn. Ủa tô hủ tiểu gà. Về nhà. Tô hủ tiểu gà của anh. Về nhà thêm lụm thêm tô hủ tiểu gà nó mới no. Buồn. Ôi, đủ ông dạy vợ. Ê, bố kèn. Em ăn gì không? Lấy gì? Khóa đây. Ở trong có sầu riêng á, lấy ra. Bán đi nha, em đi về à. Ờ, về đi em. Em đi về quê nha. Ok, bye bye, anh cho tiền xe 50 ngàn. Ui. Tiền xe nè. Rồi, không lấy thì thôi. Như vậy, vợ em mỗi lần mà. Dạ em về quê là em cho 50 ngàn á. Một tiếp anh. Khách vô, khách vô. Em bán. Em chở tài cho cả nhà xem. Lần đầu tiên hôm nay mới thấy là liệu là nấu à. À, làm cho khách nè. Đổ tài vô. Vô. Mở khách nè. Khách đâu? Khách cho nhà hàng mấy má. Khách cho nhà hàng. Khách cho nhà hàng. Tôi đây không chờ bằng. Dạ. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều đã đón xem và cả nhà hãy đăng ký và subscribe cho tất cả các anh em kênh YouTube. Và như thánh liệu là đặc biệt là cái thánh liệu như cái canh của anh này, gì anh này lớn, anh lớn này 1.400, 1.400, 1.100 à, 1.400 à. Anh xíu à. Vậy chứ nhỏ xíu à. Đợi cho anh 1.000 mấy, 1.000.000 mấy. Nhưng mà đâu ăn đâu. Hả? Nhưng mà đâu lên nổi đâu. Sợ, anh mấy, 1.000.000 mấy rồi ba. 1.000.000 mấy rồi, 1.800.000 rồi. 1.800.000 súp à? Ừ. Là lúc vàng hả? Ừ. Nút vàng. Nhớ đăng ký cho thánh liệu nha cả nhà, bên kênh của anh Hùng Mạnh nè. Hey, bấm tịt. Làm bố xô trong đó luôn. À, bấm vào subscribe, bấm vào chia sẻ cho thánh liệu vui vẻ. Vui vẻ không quạo. Nếu cả nhà có đói bụng ở đâu khu vực Bình Tân hoặc xa xa đến, nếu mà đủ đó. Xin lỗi mô Phật. Nếu mà có đói bụng, liệu hãy mở cái nắp son ra đi coi ở trong có gì. Nếu không có gì thì có hủ tiếu đây cả nhà có ơi. Hủ tiếu mì. Đó. Nếu không có gì thì có hủ tiếu mì. Có hủ tiếu đây cả nhà. Ăn kia sao cũng không nào. Dạ mời cả nhà ăn hủ tiếu nha cả nhà ơi. Hủ tiếu kia có 25.000 tô, 25.000 tô. Hủ tiếu vui vẻ không bạo. Khách vô. Dạ dạ ra rồi chết cái này đó. Rồi xong. Đó. Tôi mà nhìn gái. Trời ai đẹp hơn vợ tôi. Trời vợ tôi đù. Vợ tôi là số 1 đó mấy cha. Trời. Thấy vậy chứ.
Đó. Giờ tôi không dọn gái, tôi ngồi ở đây. Camera. Ngồi ngồi kìa vậy, xong ngồi xem kìa. Xong ngồi xem. Xe vô trong kia. Ủa mấy anh có thấy thắng cầu ở trên không? Tao nhìn cầu trên, nhìn xe trên chạy luôn chứ ai nhìn trong, nhìn nhà hàng không sao nhìn. Chả gì đâu, thiệt á. Quay với ông nội tôi cười cuốn. Hai ông nội đi, hồi nãy là mình quế nè. Ôi. Tiếu.